Chào các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào thăm một cái vườn trái cây ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nha. Ở đây có nguyên một cái vườn sầu riêng luôn nè. Sầu riêng có nguồn gốc từ Đông Nam Á, được thế giới phương Tây biết đến khoảng 600 năm vào thế kỷ thứ 19. Một nhà tự nhiên học người Anh tên là Alfred Russel Wallace đã mô tả thịt của cái món sầu riêng như là một món trứng sữa nồng hương vị hạnh nhân. Sầu riêng được xem là vua của các loại trái cây. Nó có đặc điểm là cái kích thước nó lớn, mùi mạnh và nhiều gai nhọn bao quanh vỏ, trái nặng từ 1 đến 3 kg. À dạ, đi vô vườn sầu riêng nghe hồi hộp quá ha, không biết chừng nào nó rớt. Sầu riêng có mùi rất là đặc trưng, nặng và nồng ngay cả khi vỏ quả còn nguyên. Một số người thấy sầu riêng có mùi thơm ngọt ngào, dễ chịu, nhưng một số khác lại không chịu nổi và khó chịu với cái mùi này. Mùi hương của sầu riêng tạo nên những cái phản ứng từ mê mẩn cho đến kinh tởm mãnh liệt và được mô tả giống như là mùi hành tây thối, hoặc là mùi nhựa thông, hoặc là mùi của nước cống. Do cái mùi của sầu riêng nó ám rất là lâu nên nó bị cấm mang vào một số khách sạn và phương tiện giao thông công cộng. Nè, cái bông nó sắp cái bông của nó không có mùi gì hết, không có mùi thơm. Ồ, ở đây từ ở trong nhánh nó nứt ra rồi nó ra bông luôn nè. Sầu riêng được sử dụng để tạo hương vị cho nhiều loại món ăn. Mấy cái ống này là để làm cái gì á anh? Ủa là tưới là mình phun tới chảnh đó hả? À, có hệ thống nước lên tới trên ngọn cây là để mình tưới tuốt ở trên ngọn luôn. Trời ơi, cái nhánh mà nó ngã xuống mà nó cũng ra bông nữa nè. Là mình làm phân cho cây sầu riêng hay sao nhỉ? Dạ, là thường là khi nó ra bông là mình làm phân hả? À, vừa hái trái xong thì làm phân. Phân mình mua hả hay sao? Phân bò hả? Dạ. Cái cuốc ông đâu sao không xài cuốc kia? Sáng sớm giờ ông định trốn á, sao? Ủa sao sầu riêng mình phải tưới tới trên ngọn hả? Sao không có giống như mấy cây khác mình chỉ tưới ở dưới gốc hả? Ở đây có một cái cầu nè, không biết mình có dám đi qua được không? Ủa té hả? Chắc đi không được. Dạ. Trời ơi, vậy sao đi được ta? Ơi. Thường là sầu riêng là ngay mùa Tết là rộ ha. Tháng nữa là có mùa nữa đó. Ủa vậy là một năm mấy mấy mùa? Này mấy Tết là mình xử lý nghịch, đẩy gốc nghịch nó mới ra có Tết hay Tết. À. Còn mà mùa là cỡ mấy cái nhỏ đó chừng hai tháng mấy nữa là có. Dạ. À, vậy đang ra bông là khoảng, nói chung là khoảng sắp xỉ 3 tháng là thu hoạch được. À, rồi.
là mùa, ngay mùa đó. Dạ. Đây có cái cầu khỉ. À cái cầu này mình đi được nè, hồi nãy cái cầu kia không qua được. Ở đây có hệ thống nước. À, phun lên những cây sầu riêng nè. À, ở đây có mấy trái sầu riêng nhỏ nè. Hạt của sầu riêng cũng có thể ăn được sau khi được luộc chín. Đây nè. Đã thiệt. Ơi, gian lận trong vườn còn có những cái cây bạc hà để mà mình nấu canh chua nữa nha. Trời ơi, nó khổng lồ luôn á. Nó cao bằng mình luôn á. Bây giờ mà bạn không coi. Mấy cây sầu riêng này đã cõi rất là nhiều năm rồi. Mấy cây này là khoảng bao nhiêu năm anh? Mấy cây lớn này nè. Ôi 25 năm rồi. À. Cho nên bây giờ là người ta đã trồng những cái cây sầu riêng con để mà thay thế. Đó, những cây sầu riêng hơn 25 năm tuổi, sắp cõi rồi, bây giờ trồng những cây sầu riêng con để thay thế. Trồng sầu riêng người ta gom đất lại thành nguyên một cái ổ đất che lại và trồng. Đây là sầu riêng ghép. Đây là những cái ổ đất người ta đã đào sẵn nè. Đào đất ở đây. Là mới hái vô luôn hả bác? Ơi nè, cái này có muối bự nè. Wow, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái này ngon hơn cái đó. Cái này ngon hơn nè. Cô em cầm á. Ăn cái này nó ăn nó giòn giòn. Cái này nó béo hơn. Mình đâu biết đâu. Ăn ý là hồi nãy cái kia nó mềm còn cái này nó giòn. Cái đó là, cái này nó chín cũng mấy lắm mà tại vì nó là nó sượng hay gì á. Cái này nó chín mà điều này nó muốn sượng rồi. Lật nó lại chưa nhìn lật coi đấy không? Yêu con mấy à. Tại vì ảnh nãy bữa nay. Nó dễ thử ra. Để im lên mà. Để trong cái gió đó cái ăn à.